coi mấy cái bùng hết nha mấy gái. Oh my god, coi mấy cái bùng. À, nó rất đẹp chưa mọi người. Đây, mình sẽ chia sẻ một cái thác nước rất là đẹp. Nó gọi là waterfall, water. Xung quanh là hãng xưởng và cái có cái cái này là đằng sau nha mọi người. Đẹp không? Có tên. Có người mẫu, đứng đây, đi vòng vòng bên đây nè bác gái, bên đây nữa nè. Chia sẻ là cái đằng trước.
đi xung quanh một vòng luôn nè. Đây là cái đằng sau đó nha. Đó, em thấy đẹp không? Đây, người ta dắt con cái ra ngồi đây chơi luôn nè nè. Đây là đằng trước. Đây xuống chụp hình hả? Đẹp quá hả? Mình đi bay cái áo nước này trước dưới hả? Cái này giống như mà sống thiệt vậy đó. Bác gái đồ màu cái này.